Đi xe đẳng á, đi xe đẳng có phé cái phía. Không được nè. Ông làm sao bắt con cá được nha. Ổng nào là gỗ vô sách tùm lum chân mà nãy giờ chưa dính hết đó. Đợi chút con. Cái vô Bình Như ơi. Trời vàng vàng quá trời gỗ luôn. Rồi được chào anh em nha. Các bạn thấy này có quen không? Hôm nay đi qua nhà ông Dạng ăn Tết các bạn ơi. Đó mình vừa xuống góc cầu cái Khôn đang quẹo vô nè anh em. Đó, hôm nay có tiết mục là đi qua nhà ba vợ của ông Dạng bắt cá, cạn cá ăn Tết, ăn tát ao rồi. Rồi xin chào anh em nha, bây giờ được sẽ chạy thẳng vô nhà của bà vợ anh Dạng luôn. Rồi thì cũng đi thẳng đường này luôn nha anh em. Rồi được chào anh em nha, chúng ta đi thôi. Rồi bạn chuẩn bị tới nhà bác Bảy rồi nè các bạn. Ông Dạng đó ông hay thiệt chứ. Ông mò mò tới cho mày, ông kiếm con vợ mới chịu à. Nãy giờ mình gọi video bạn, hỏi đường không? Vô. Rồi cái gốc cây đường nguy hiểm quá, gốc cây bự, gốc dừa được không anh em? Nói cũng chưa tới rồi đó các bạn, chưa tới nữa xíu nữa dạ. Cái mặn nó đụng với đầu mình rồi. Đường này là quanh co, quanh co nghe, gọi vắng quanh co nha. Tới rồi, tới rồi. Họ phải. Trời ơi, lần đầu tiên ngoài vô không phải trai mấy gái cũng mới tới. Rồi. Rồi tới nơi mọi người ơi. Ông lu đâu tới rồi kìa, ông lu kìa. Ghê thiệt. Ông đó mới sợ ông đó. Qua được cái qua hoài nha. Tại vì tôi nó không đi thôi, đi được là đi hoài à. Tôi nói rồi, tôi nói nhà của em vợ rồi nhóc mà không qua sao được. Ý là có vợ rồi mà vợ không biết sao chưa nổi. Có nghĩa là tôi qua, tôi quay cho ta xem thôi, chứ tôi không có ý gì hết. Qua là tôi quay cho xem. Biết đâu mà sau này ông Bảy hốt đường gửi đại gia ngon lành luôn á. Dạ. Quay này lên rồi mơ mốt biết đâu ông Bảy hốt đường gửi đại gia là xong rồi ông khỏi làm giường luôn. Ôi ôi. Có mồi sẵn nè mọi người. Hello Lu. Trời ơi. Cống khì với chuột cơm. Chết con bự gì. Dạ. Vừa để đi chết nha mạnh nè. Là nắng chết hay là đập nó chẹt. Dạ. Quá trời. Tính đợi xuống đi thăm mà trễ quá rồi. Trễ quá à. Sáng tại sáng hẹn ông bác tới chích thuốc bổ cho ổng đó. Rồi con mới qua bữa hổm đi qua đây cái bỏ liều ổng cái thuốc bữa nào mới xong. Chích một lần 10 ống, ngày ống. Rồi, giờ anh em ngay giờ chuẩn bị đi ra tắt mưa mình qua này hả các bạn? Dạ, rồi chuẩn bị ra ngoài tắt mưa. Ông uống trái nào chị? Trái nào mà nhọn nhọn á. Này phải không? Chế đen đen được không? À đúng rồi đó, chế đó ngọt đó. Cái này mới uống vừa chỉ, uống non thì non, uống già già, uống khô khô. Này là tự chọn nha. Quá trời trái, mình gọi buồn nó mấy chục trái gì. Phê tự chọn. Đủ một khuyến xuống chơi nữa mà khuyến nói bữa nay ta lại cạo đầu nhiều quá được rồi. Tính bữa nay con khuyến xuống chứ. Dạ. Tôi điện ổng ổng nói để tiếp coi. Này khách ta lại ta hất tóc quá trời luôn. Tết này mà. Nói là gán hút ta hút bạc đi. Dạ, hút bữa bạc ăn, ăn hủ. Dạ. Ăn gì? Bảo. À, bảo. Bảo tối đó tính chạy xuống đây luôn nè. Trời ơi. Nghĩ tụi xuống bao xe chạy xuống. Tôi nói thôi chào chào quý ô, nghĩ sao giờ này đi chứ làm gì không nổi. Uống trái luôn đi. Uống nguyên trái luôn. Ủa sao dạt cái đít cho người ta. Để uống hết đi, dạt cái đít chi. Uống cái một hết trơn gì. Sướng được uống đầu 8 trái á.
Hôm nay anh Kỳ uống hơi ba trái. Nó nói chứ ăn nhiều chứ uống có nhiều. Ủa lộn ăn. Dạ. Dạ. Nước dừa mọi người. Trên cây xuống luôn á. Này 2 3 trái được nè. 5 phút luôn á. Mày mới bán là 2 con Hugo. Quá trời bự. Em canh cửa. Nãy giờ đang cái bồn mà mọi người. Đặng hầu tác ao đang đẩy cá lên đây. Chín luôn đen thừa lùi luôn á. Ok. Thì đặt ống bơm màu. Không có cái chẹt sao bơm xịn. Thôi, dễ ăn quá. Đậm lại chuối. Đỡ lần cảm xúc. Dạ chào sao không? Dỡ đầu nắng đi con dỡ đầu nắng. Cẩm chích ra ngoài mé. Cẩm ra đã ngoài mé đi. Ừ. Để con thục cho. Rồi. Hai người thục quá nó dưới đó. Thế là không có. Phút 30 giây. Phút gian, phút gian này giật luôn. Không, không, kìa, cũng như giật trong cái chẹt đó. Đâu gì chừng em? Đây trong có máy. Nghe nứt rắc không trời? Nghe này nứt bể rồi, cực quá. Dạng thì ông ngậu nhịn thôi. Ông giờ vợ làm gì làm ông ngậu nhịn không à. Ông phá vào cá rồi. Trời ơi trái mít. Ủa là ông tính chặt luôn á hiện tại. Hả? Mấy trái này là ăn bao ngọt luôn. Chớ nó sâu đây nè nè nè. Ồ, quá trời một dây luôn. Chưa. Này còn cũng ổn mà. Dạ. Quá trời. Bẻ trái mà ăn là muốn no rồi. Ghê gom rồi, gom mẫu rồi. Ủa tôi tưởng ông ngán mặn rồi chứ. Vú này còn sống mà. Có trái nào chín chưa? Vú này nằm còn tù quá này. Cho an toàn hả? Chim vú các bạn ơi. Mỗi lần mình qua đây là mình phá vú à. Ở cây vú này của bác Bảy mới cho nên ít trái hơn cây vú của bạn. Ủa sao trái này nó mềm xèo nè. Ở đây trên đây chín các bạn, nó mềm nè. Nó tím tím nè. Đây nè mọi người. Đó. Cái này chín mùi nè. Thấy ông qua thì mới cho ông đó chứ. Vậy má nó thúi mà. Thúi là thúi. Bà. Bà.
chỉ sao chơi cái thúi nữa. Chín mùi ra thúi nè. Trời ơi kìa. Lên móc luôn. Bạn tốt nó tao mới nhượng rồi thôi em về. Trời ơi bạn tốt mà chơi gì chết luôn rồi. Chơi trái thấy đen đó là đúng ngọt luôn đó bạn. Trái mà đen đen nghe đúng ngọt luôn á. Trái này nè, cái này cũng ngon quá. Chú này là có bao hết bạn, nhiều khi sợ mấy con trùng nó đốt á, rồi sau này nó phải bị dòi á. Đó. Tiếp tục. Mới chạy hết 8 lít xăng rồi các bạn. Giờ đổ thêm 2 lít nữa. Quá trời. Nó không đào ao chi mà sâu dữ. Phá không à, nó giật xong rồi liền đâu luôn rồi. Bà chủ bữa nay đi vô đây cho cai quản cái hồ nhỏ rồi. Quản lý cái hồ bự không xong nay đưa vô hồ nhỏ. Mới cai quản hồ bự vô bữa nay đưa vô hồ nhỏ. Vô hồ nhỏ bắt cá đem về hồ bự. Đó gì tao đang quên. Đó, Út Như ơi không gậy của người ta đòi kêu xuống rồi phải quay Út Như đó. Vú được bóp cả thì chết. Sao thì chết. Đâu lạ á. Bà Hai xuất hiện nha mọi người. Bà Hai đưa cái giọng cừ bất thủ lên nha bà Hai. Hả? Đưa giọng cừ bất thủ lên nha. Quay cá không? Rồi, nước cạn rồi còn trình gan nữa còn trình gan nữa à mọi người xúc vô con cá luôn à mọi người. Ghê quá trời dính cái đầu luôn rồi. Máng cái ngạnh rồi, nó máng cái ngạnh tới rồi, rồi nó máng cái ngạnh vô rồi. Rồi bị ông ngoại, bị ông ngoại giúp tỉnh nó tùm lum hết trơn rồi. Bị cạn rồi mọi người, còn tí xíu nữa cạn à.
Ôi ô. Con nó bắt nó sướng tay á. Xuống chưa, bay xuống chưa? Quá trời. Quá trời cái cha rồi. Ai bắt được con nào người đó lấy nha. Mình đi lựa đó bắt bạn ơi, luôn người bắt cá nhỏ. Chấp bắt trước đó. Chấp bắt trước đó. Được xuống đây. Cái lên con. Chơi Hugo trước đi. Chút kêu hay nào cũng dính Hugo à. Ừ. Mở hàng Hugo chứ. Dễ ăn quá ha. Thôi tôi bắt cá nhỏ nhỏ cho. Ê, Hugo. Phải tượng mấy cái vô, phải tượng tướng già luôn nè. Đưa cái sọt xuống nha nó như. Đưa vô cái sọt cho nó. Bữa nay phải có một kiếm theo vô. Tiêu. Ôi. Quá khứ rồi. Ôi. Ôi. Nhỏ nhỏ thì nhiều rồi. Nhỏ nhỏ là vô bò chết. Vậy này chốt chân rồi ta. Ở đây nè, quả đang luộc luôn. Vậy này chuối trời. Ở ngoài mẹ kêu cho bạn mua tưa. Đây. Lên hàng. Nhỏ dập trước đi. Ê. Mày không bắt. Tay nghe không bắt gỗ nha. Gỗ thì nó đập răng này mặt răng nè, không ta tưởng. Gỗ chưa gì à. Đây đừng nó di xù được không? Luộc luôn. Luộc hả? Không ăn lên luôn đi. Cá mùi, cá này ngon nè. Nó không phải cá hường hả? Hả? Cá hường nước ngọt mình đó không hả? Đang nắng toàn chi vú đen. Đây cá bự tôi nằm đâu rồi? Dở vô bắt thảy cái ra ngoài nữa. Mình thấy cái trồng nữa. Không cho đợi. Đây nè, nó gom đây quá trời luôn hả? Nó gom ngay con không ạ? À? Nghe lại gom ngay cây cầu. Nó gom lại ngay trung tâm luôn mọi ơi. Trung tâm thương mại. Ôi, Hugo, Hugo. Ê, có con dây gì vậy? Dây câu vô vậy, vô sách trời phải không? Đó, dây dùm nhộm. Xuống nhộm vậy. Mày lên này tức của con ta tượng trước đi, để nó đuối. Thứ già nằm đống đây nè. Thôi bây giờ mình thử thách ông ngoại bắt cá bự đây. Nguyên mổ đây. Là phải thấy cái sọt á. Bắt tay đi, sọt cái gì mà sọt. Bậy không anh hả? Bậy không anh? Hứng nè, hứng vô. Nè nè, nó chui vô háng nè. Tôi đang dòm máy không mà tôi đâu có dòm cái ấy. Nó nhảy quay chưa? Có chứ. Chết cha, quên bấm nút quay rồi. Thả cá xuống bắt lại. Ôi giời, ông tránh ra tôi leo lên tôi cởi coi. Hai con lắm rồi. Ủa, con ra.
Cái này có nước lấy cái vỏ bự lắm. Không bắt ai à, không cho nó pha sao bắt nổ hả? Có một cái vỏ nữa không? Trời ơi. Giặt lộn với anh ba luôn rồi. Đây. Cho vô nha. Nhìn cái mặt trên mình đó luôn rồi à. Không bắt được mày không có quá lắm. Hứa mày luôn á. Nhất là khó nhất là mấy con cá chơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Được, được. Còn nước là giống như dạng bắt mũi đó. Một mũi đó không được. Vô được con nhỏ. Nhét nó dưới đây cho nó ngọt rồi dễ bắt. Không dám không? Không bắt nó được mới hay đó. Mất tiêu hả được? Nó không ra đây rồi. Nó không ra đây rồi. Thôi tôi đi về à. Thôi con đủ rồi. Về bạn ơi. Con đủ rồi. Cái gì? Ghê vậy? Ghê thôi. Đi xe đẳng anh, đi xe đẳng cái phé cái phía. Con được nè. Ông làm sao bắt con cá được nha. Ổng nào là gỗ vô sách tùm lum chân mà nãy giờ chưa dính nữa đó. Đợi chút con. Lum. Cái vô Bình Như ơi. Vô. Chơi vàng vàng quá, chơi gỗ luôn. Để bắt cái gà chứ để chơi vàng vô được hả? Bắt cái gà đi. Ồ, lên cá nha. Rồi mất luôn, mất luôn con cá. Nó yếu rồi. Sao nó còn mạnh dữ vậy, tưởng nó yếu. Để tôi lấy cái cày rồng. Để vỗ cày rồng. Vô vật. Cho vô sách luôn rồi. Nhá con này coi. Mà bỏ này nè. Giờ mình chơi vỗ sách. Đỡ thừa anh được tại nó tự chui vô mà. Sao hồi nãy ông làm hay. Ê nó cắn cái tay tao mày. Giờ cắn cái tay á. Nó bị cầu gì đó. Con nó kẹo. Ông ba chui vô hết. Đó ừ. Vậy đó. Có thấy không? Làm mềm. Ai. Ừ. Dạ, cái gì mọi người thấy đại đi thấy, thấy cái sọt luôn thấy đại bờ đó không không bờ vô đó nhảy ra luôn à hợp lại nha cầm đâu hợp lại hợp vô cái miệng á nó cắn tay không không đâu có răng đâu không có răng đâu không có răng đâu xin cái này đi nặng cái đối xuống nó mới không bò ra đâu chê luôn nè nhóc không được cái giò còn nhiều lắm trời ơi nó giò nữa đó con có 4 kg 3 kg con có 3 kg chơi gì sẽ có đây không biết con chúc mẹ thay cho tụi việc ba ký không rồi đây cử con nha, cậu không dính con nào bự chứ. Chuối. Chuối này chuối quá trời chuối luôn rồi. Rồi bắn quá. Bự dễ bắt. Ở đây nó chuối xuống gọn cái đuôi luôn. Lúc cái đuôi lên á. Nhiều lắm. Nó gọn cái chuối xuống gọn luôn rồi. Trời chuối nào tốt tốt cái dưới rồi ơi. Được bước cái dấu vỏ này lúng con chú đàn cá xuống như mất tiêu luôn. Lên cá lên cá lên cá vô ông cũng lên cá kìa ồ nãy giờ bắt được con rồi đó nha đó lên con đó nha đổ mấy cá bự nè mẹ ơi bây giờ bơm nước ra chứ bơm nước á không mau lắm mà nó mậu vô thêm không có bơm nước bơm hoài vô mấy cái nhỏ hơi dứt chuối bắt được một chuối nó khôn quá không có cái gì mấy con cá bự nè này này thôi phức đẹp hết thần sức luôn
Em muốn cá quay về. Chui xuống rồi ta nè. Ồ, chui xuống. Ồ, này có nghe nhức nghe lại ta. Rồi chui lên nè. Chui lên là ta, chui lên nè. Ê, chui xuống đất nè. Dùng thì chiêu gì nữa bắt được cá nào đó, đè nó xuống nè. Đó, ngọc xình nè. Bắt nè. Nè, cái đầu nè, cái đầu nè. Hứng hứng con này nè. Trời ơi. Trời ơi, nó có cục anh kia luôn. Nước nó nhiều quá ba ta. Ôi, lên cá. Lên. Có cá luôn. Bắt tay một cái vậy. Ông tên ngầm cái chai mà tôi hỏi tôi mò dính còn cẩn không? Kìa, anh được, đó ngay cái gỗ anh được. Dạ. Còn cẩn cái lóc, tao biết đừng bắt. Đây con này. Đó, đúng đó rồi, dính rồi đó, thấy không, thấy không? Bự, 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 chạy con chạy, qua đây, qua đây. Ê, nó chạy qua anh rồi. Chui xuống mày. Chui xuống, chui xuống, chui xuống, chui xuống, chui xuống. Đúng cái đuôi này ta tưởng gì vậy? Ê, chui vô hát luôn kìa. Chui xuống, chui xuống, chui xuống. Ê, đi qua ngoài rồi. Qua đó, đó. Qua đó, đó. Ở đây nhóc chân nó. Còn dữ lắm. Bu lại ngay trung tâm rồi. Rồi thì chuối mà nó chuối vậy đó. Đó bà hai ngồi nhiều nên nó đau lại đó nhiều. Lao má ơi. Chuối mày, chuối mày. Rồi bên đây nè, chuối mày. Ơi, ơi, ơi. Đó, 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 đó. Chuối mày. Đó. Ê, tôi không biết nghe thấy rổ bể rồi đó. Hả không thôi. Qua đây con. Dễ gì. Con này bự nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, lên cá. Con này bự nè nghe. Hầm lại không? Hầm lại. Cá bốc miệng ra ngoài. Cá bốc miệng. Cá bốc miệng. Như tiếp mẹ như vậy là dữ. Ê! Ây da! Bỏ nước rồi. Cá rồi nè. Đóng mè lên cho lớn. Cá rồi nè. Nhóc mè đây kìa. Đúng như á. Được kì. Lú đầu lên luôn á. Ui, chuối mày. Nó chạy qua không nó giật. Được không được để cho anh dạng làm cô. Khô để cho nó ngập cái lú đầu lên nó bắt nó đã. Cái chĩa đầm. Rồi cái gỗ này bán chú bảy luôn à. Cá này thấy cưa rồi. Gỗ 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 gỗ. Đây mày. Màu màu qua đây bắt con cá lóc này. Dính à. Nè, lóc nè. Nè. Bắt đi. Có câu luôn nè. Thứ gì đâu. Đó. Này 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 nó có bự quá vậy, bự quá vậy. Tới nè. Mã luôn rồi nè. Nó bự con này bự. Mình bự mà đầu nhỏ xíu à. Đâu rồi.
qua tới bển luôn. Tôi giật máy giảm cái gọi rồi. Ôm giật không té không mít luôn rồi. Này nè, đây nè, chắc cuốn lú cái đuôi lú cái đầu lên nè. Lên. Đẻ đít lên cây. Đẩy lên cây. Ủa cậu. Đẩy lên cây má. Kì vậy. Đẩy không đẩy kéo xuống luôn. Kéo xuống luôn. Nổ lên gì mà nó vô phóng ra. Nè nè nè, được rồi, được rồi, đây nè. Nó lú cái đầu lên luôn kìa, cặp bánh gỗ kìa. Thấy không? Không lấy cái gỗ anh chụp nó lú cái đầu lên. Ừ tiêu luôn rồi, kéo qua tới đây luôn rồi. Dí nó vô luôn, lấy cái gỗ kẻ, gỗ sau lưng kẻ chụp nó. Đó mày hả mày, nó còn mẫu rồi. Bự không? Trời ơi. Vô đây dắt con rồi á. Kệ đi, để đó anh để lại dưới đi chắc nó không nghe đâu. Ừ. Chuối. Không không, cái gỗ này không bị bể, gỗ kia mới bể. Đây 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 đây. Kì 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 kì. Đó đó đó, nó sát đó. Quá dở.